Kênh Báo Nói kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Một tỷ phú với biệt danh ông trùm bất động sản New York, một tổng thống mới đắc cử nắm vận mệnh của cả nước Mỹ. Donald Trump trước cả thế giới là một người thành công hơn cả thành công. Tuy nhiên, cuộc sống riêng của tân tổng thống cũng khá phức tạp khi đã trải qua 3 lần kết hôn và có 5 người con, thậm chí đã lên chức ông. Mời quý vị và các bạn cùng kênh Báo Nói điểm qua những thông tin xoay quanh cuộc sống hôn nhân và gia đình của tân tổng thống. Cuộc đời Donald Trump đã có riêng cho mình tới 3 người vợ chính thức và nhiều bóng hồng nóng bỏng khác. Họ đều là những người, nếu xét về ngoại hình, có thể coi là nghiêng nước nghiêng thành, và về tầm ảnh hưởng thì cũng không phải là nhỏ. Người vợ đầu tiên của Donald Trump là Inava Zelnikova. Chưa từng có người phụ nữ nào đặc biệt xuất hiện trong quãng đời trai trẻ của Trump, cho đến khi ông gặp Inava Zelnikova. Người vợ đầu tiên của ông sinh ra tại Czechoslovakia, từng là người mẫu và sở hữu gương mặt xinh đẹp, thân hình nóng bỏng. Trước khi đến với Donald Trump, bà đã trải qua một cuộc hôn nhân không mấy viên mãn. Đầu những năm 1970, Inava làm đám cưới với một vận động viên trượt tuyết. Nhưng cuộc hôn nhân này nhanh chóng bị phát hiện ra là ý đồ của bà Inava nhằm có được quốc tịch Mỹ. Hôn nhân tan vỡ, bà gặp được ông Trump ở New York khi đang quảng cáo cho một cuộc thi thể thao. Sau vài năm hẹn hò, họ cưới nhau năm 1977. Đám cưới này hoành tráng và lộng lẫy đến mức nó trở thành sự kiện xã hội lớn tại New York trong suốt cả một thập kỷ. Sau hôn lễ, cả hai cùng bắt tay thực hiện những dự án kinh doanh lớn như xây dựng khách sạn Grand Hyatt và Trump Plaza. Không chỉ sở hữu gương mặt xinh đẹp và tính cách duyên dáng, bà Inava còn là một doanh nhân tài năng. Bà được ông Trump tin tưởng giao cho chức phó chủ tịch hội thiết kế nội thất cho tổ chức Trump và chủ tịch của khách sạn sòng bài Trump Castle. Bên cạnh đó, bà còn là một nhân tố mạnh mẽ thúc đẩy ông Trump trở thành người nổi tiếng khi khuyến khích ông thường xuyên xuất hiện trên các chương trình truyền hình và sự kiện để nâng cao hình ảnh. Tuy nhiên, nhan sắc và tài năng đó đã không thể níu giữ được người chồng giàu có và đa tình. Bà phát hiện ra chồng có mối quan hệ với một diễn viên xinh đẹp khác. Sau khi phát hiện chồng cặp bồ với Mala Meppo, Inava đã ly hôn Trump năm 1992, nhưng bà không đi với hai bàn tay trắng. Bà được hưởng một biệt thự 25 triệu đô cùng nhiều tài sản khác. Trong suốt 15 năm chung sống, họ đã có với nhau 3 người con, trong đó có tiểu thư Ivanka Trump, nổi tiếng khắp thế giới. Mặc dù đã ly hôn, nhưng Inava và Trump vẫn giữ quan hệ tốt đẹp, thậm chí còn trở nên ngày càng khăng khít. Theo The New York Post, tân tổng thống Mỹ thậm chí coi người vợ cũ là bạn tâm giao, cố vấn đáng tin cậy trong chiến dịch tranh cử của mình. Người vợ thứ hai, Mala Meppo. Sau một năm ngày ly hôn người vợ đầu tiên, Donald Trump đến với nữ diễn viên kim cựu hoa hậu Mala Meppo. Đây cũng chính là nhân tình một thời của tỷ phú trong cuộc hôn nhân với vợ trước. Mala là một người mẫu nghiệp dư, kim diễn viên và người dẫn chương trình. Lúc hẹn hò với Trump, cô 23 tuổi, còn ông Trump đã ngoài 40. Sau đám cưới đầy thị phi năm 1993, Mala và Trump có cuộc sống không lấy gì làm vui vẻ, và có thể nói đây chính là thời điểm đen tối nhất trong cuộc đời của Trump, khi ông đánh mất cả danh tiếng và uy tín của mình, cả trong giới doanh nhân và xã hội đương thời. Donald Trump quyết định ly hôn với Mala vào năm 1999 sau khi cả hai có với nhau cô con gái Tiffany Trump. Nhiều người đồn rằng nguyên nhân chính dẫn đến cuộc hôn nhân tan vỡ là do Mala ngoại tình. Sau khi ly dị Trump, Mala nhận được số tiền bồi thường lớn. Hiện cô được cho là đang cặp kè với một chàng trai trẻ, đẹp chỉ hơn con mình vài tuổi. Người vợ thứ ba của Donald Trump, Melania Knaus. Vợ hiện tại của tỷ phú Donald Trump là một người mẫu tiếng tăm gốc Slovenia. Melania Knaus sinh năm 1971 tại Svenica, thuộc Slovenia. Ở tuổi 46, Melania giờ đây đã trở thành một trong những người phụ nữ có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới, thậm chí là một trong những đệ nhất phu nhân xinh đẹp nhất lịch sử xứ cờ hoa. Từ năm 16 tuổi, Melania Trump đã bắt đầu sự nghiệp người mẫu.
Ở tuổi 17, bà trở thành nàng thơ trước ống kính của nhiếp ảnh gia thời trang Stenzerco. Năm sau đó, bà đặt chân tới kinh đô thời trang Milan của nước Ý và ký hợp đồng người mẫu. Năm 1992, Melania chiến thắng cuộc thi Le Corps de Gia do tạp chí Zaina tổ chức tại Ljubljana, thủ đô của Slovenia. Từ đó, có được hợp đồng làm người mẫu quốc tế. Đối với Melania Knaus, Paolo Zamboli, giám đốc công ty quản lý người mẫu ID Modeling Agency, nhận xét cô là người mẫu có tinh thần ổn định và tập trung cao. Một điều đặc biệt khác ở Melania mà ít người đẹp nào có được chính là sự thông minh và có kiến thức hiểu biết khá rộng. Cô có thể nói trôi chảy 4 ngoại ngữ, tốt nghiệp Học viện Thiết kế và Kiến trúc ở thủ đô Ljubljana và rất thích nói chuyện về chính trị cũng như kinh tế thế giới. Có lẽ chính nhờ điều này mà Melania đã chinh phục được trái tim của người đàn ông tỷ phú, nay đã trở thành tổng thống của nước Mỹ. Vào một buổi tối năm 1998, Melania lần đầu tiên gặp gỡ Donald Trump trong một buổi tiệc tại hộp đêm Kit Kat Club ở thành phố New York. Khi đó, Donald Trump vẫn còn là chồng của nữ diễn viên Mala trên giấy tờ, nhưng thật ra họ đã ly thân. Đến năm 2005, Melania, khi này đã 34 tuổi và Donald 58 tuổi, tổ chức lễ cưới hoành tráng tại Palm Beach, Florida. Cô khoác lên người chiếc áo cưới lộng lẫy của hãng Christian Dior. Chiếc váy cần tới 1.000 giờ để hoàn thiện. Vợ chồng cựu tổng thống Bill Clinton cũng nằm trong 350 khách tham dự buổi tiệc. Là vợ của ông trùm bất động sản New York, bà Melania không phụ thuộc vào chồng và điều hành công ty kinh doanh riêng. Bên cạnh ba người phụ nữ chính thức là vợ của Donald Trump, ông cũng từng qua lại với một số bóng hồng nhan sắc cũng mặn mà không kém. Đầu tiên phải kể đến đó là Rawen Reuer. Tỷ phú Donald Trump từng qua lại với Hoa hậu Maryland năm 1998, Rawen Reuer trong vài tháng. Khi đó, người đẹp vẫn đang có đính ước với một nhạc sĩ nhạc rock người Baltimore. Ngày tỷ phú và chân dài nóng bỏng này chạm mặt và mê nhau từ cái nhìn đầu tiên tại sự kiện Miami vào năm 1990. Donald Trump đã tặng vô số quà tặng cho Rawen, nhưng họ chỉ bên nhau vài tháng rồi chia tay trong hòa bình. Kế đến là Kala Rooney. Donald Trump và cựu siêu mẫu kim ca sĩ Kala Rooney có với nhau khoảng thời gian say đắm ái tình vào năm 1991. Kala Rooney là một trong những chân dài sát đàn ông nhất. Cô dường như có thứ bùa mê đặc biệt khiến không chỉ Donald Trump mà còn là cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy cũng sa vào lưới tình. Sau khi chia tay Trump, người đẹp trải qua vài mối tình khác và cuối cùng chọn bến đỗ bên người đàn ông của chính trường Nicolas Sarkozy. Về sự nghiệp, Kala Rooney có vẻ đẹp sang trọng và là nàng thơ của nhiều thương hiệu nổi tiếng như Dior, trình diễn cho Chanel và DG. Người mẫu Enric Seheal cũng là một trong những bóng hồng bên cạnh Donald Trump. Sau khi ly thân với người vợ thứ hai là Mala Maples vào năm 1997, tỷ phú Donald Trump cặp kè với người mẫu áo tắm xinh đẹp Enric Seheal. Cô là người mẫu cho nhiều nhãn hàng thời trang danh tiếng như Ralph Lauren và Victoria's Secret. Với thể hình quyến rũ, làn da mượt mà và thần thái tươi tỉnh, chân dài này còn là đại diện của nhiều thương hiệu mỹ phẩm. Người mẫu Victoria's Secret. Donald Trump cặp kè với người mẫu chuyên chụp ảnh gợi cảm Victoria's Secret trong một khoảng thời gian ngắn. Sau khi chia tay, họ căm ghét và dành cho nhau những lời chê bai thảm hại. Tỷ phú Trump mô tả Victoria's Secret chỉ là loại gái hạng 3 với bộ dạng thảm hại ở tuổi 35. Còn Victoria's Secret cũng không vừa khi đáp trả. Ông ta chỉ yêu bản thân, tôi chưa bao giờ gặp một gã nào tự phụ hơn. Màn tổng sĩ vã nhau giữa ngài tỷ phú và cô người mẫu ngực bự vẫn tiếp tục khi Donald Trump tuyên bố rằng một khi Victoria đã lên giường với ông ta thì cô nàng sẽ không thể có ai khác được tốt hơn. Những bóng hồng vây quanh Donald Trump đã gây ra ít nhiều những tai tiếng cho ông. Tuy nhiên, cuộc sống gia đình của ông cho đến nay đã ổn định cùng với cô vợ tài năng xinh đẹp Melania và các con của mình. Năm người con của tân tổng thống cũng có tài sắc không kém gì cha mẹ của mình và hiện cũng là đề tài khiến cả thế giới tò mò. Người con đầu tiên là Donald Trump Jr.
Donald Jr. là con trai của ông Trump và người vợ đầu Ivana Zelnikova. Năm 2005, Donald Jr. lấy người mẫu Vanessa Hayden và đến nay đã có 5 người con. Đứa con trai đầu lòng được Donald Jr. đặt tên là Donald Trump III. Năm 2012, trong một chuyến đi săn ở Zimbabwe, Donald Jr. gây xôn xao dư luận khi tung lên mạng Facebook và Twitter với hình ảnh một tay cầm dao và một tay cầm đuôi voi, thể hiện chiến tích buổi đi săn và bị cảnh sát điều tra vụ việc đó. Hiện, Donald Jr. đang là phó giám đốc điều hành Trump Organization. Người con thứ hai là Ivanka Trump. Ivanka Trump sinh ngày 30 tháng 12 năm 1981 tại New York của Mỹ và là phó giám đốc điều hành Trump Organization. Cô gái còn được biết đến với biệt danh là vũ khí ngọt ngào của ông Trump. Không chỉ giàu có, Ivanka Trump cũng thu hút được nhiều sự chú ý vì cô rất xinh đẹp và tự lập. Dù được hưởng khoản tiền lớn từ gia đình, nhưng từ khi mới 14 tuổi, cô đã bước chân vào nghề người mẫu và hoạt động rất tích cực. Người bạn thân của Ivanka nhận xét, cô ấy luôn quan tâm đến mọi người xung quanh và khiến mọi người cảm thấy thoải mái nhất. Eric Trump, 32 tuổi, là con trai thứ 3 trong số 5 người con của tỷ phú bất động sản Donald Trump. Hiện Eric cũng là một trong 3 người đang giữ chức phó giám đốc điều hành về phát triển và thu mua tại tập đoàn Trump. Ngoài ra, anh còn là người sáng lập kiêm chủ tịch của The Eric Trump Foundation, tổ chức giúp chữa bệnh cho trẻ em trên thế giới. Năm 2014, Eric cưới Lara Zanaska, nữ trợ lý sản xuất tại chương trình truyền hình Inside Edition của đài CBS. Anh là cánh tay phải đắc lực trong sự nghiệp của ông Donald Trump. Ngoài ra, Eric từng tham gia đóng vai thẩm phán trong show truyền hình The Apprentice của cha mình. Người con thứ tư của ông là Tiffany Trump. Tiffany Trump chào đời ở New York năm 1993 là kết quả của mối tình giữa ông Donald Trump và bà Mala Maples, một nữ diễn viên. Sau khi bố mẹ ly hôn, Tiffany chuyển đến sống ở California cùng mẹ. Tiffany từng mơ ước trở thành ca sĩ hồi còn học trung học, nhưng sau đó lại từ bỏ giấc mơ này và theo học tại Đại học Pennsylvania. Khi 22 tuổi, cô không xuất hiện trong chiến dịch tranh cử cùng cha và thậm chí ông Trump còn quên không nhắc đến cô khi cảm ơn các con trong chiến thắng tại bang Florida. Tuy nhiên, ngay sau đó, Tiffany đã không phải tủi thân khi ông Trump viết lên Twitter: "Tôi ước rằng cô con gái yêu quý của tôi, Tiffany, có thể đến để cùng ăn mừng chiến thắng tuyệt vời này." Terrence Trump là con út của ông Donald Trump và là đứa con trai đầu tiên với người vợ hiện tại là Melania. Cậu bé thường được mẹ nhắc đến là Mini Donald. Tuy mới 10 tuổi, nhưng cậu được mẹ nhận xét trên tạp chí Parenting Magazine là khá tự lập và có chính kiến. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Để cập nhật những bản tin mới nhất của chúng tôi, quý vị có thể đăng ký kênh hoặc ấn subscribe kênh Báo Nói. Hy vọng rằng những thông tin chúng tôi mang lại sẽ khiến quý vị và các bạn cảm thấy hài lòng. Xin chào và hẹn gặp lại!